Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn trong video mới của Một Vạn Bí Mật. Như các bạn đã biết, giới trẻ ngày càng cập nhật nhiều thuật ngữ, từ những nước khác và lan truyền nhanh chóng qua các mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok, gọi là trend hay đú trend. Những người không biết trend như mình thì quê lắm. Trong thời gian vừa qua, các câu hỏi được giới trẻ tìm kiếm nhiều như cơm chó là gì, cậu lương là gì, phát cậu lương là gì, ăn cậu lương là gì. Để làm rõ các câu hỏi này, chúng ta cùng nhau xem hết video ngày hôm nay nhé. Thực chất, cậu lương là một từ ghép Hán Việt, trong đó cậu nghĩa là con chó, lương nằm trong từ lương thực có nghĩa là thức ăn. Vậy theo nghĩa đen Trung Quốc, cậu lương nghĩa là thức ăn cho chó hay còn gọi là cơm chó. Theo nghĩa bóng, cậu lương là một từ lóng dùng để chỉ hành động thân mật, tình cảm ngọt ngào của các cặp đôi yêu nhau thể hiện trước những người độc thân. Thuật ngữ cậu lương cơm chó thường sử dụng rất nhiều trong phim ảnh nhằm nói về một đoạn tình cảm giữa hai nhân vật chính với nhau, chứ không chỉ sử dụng cho những cặp đôi ở ngoài đời thực. Tiếp theo là các từ ngữ liên quan đến cậu lương mà giới trẻ thường dùng. Thứ nhất, cậu độc thân là từ ngữ giới trẻ gọi đùa những người độc thân. Ví dụ, a, thằng cậu độc thân này, mày không đi chơi đi à? Thứ hai, rải, phát cậu lương là việc thể hiện tình cảm ngọt ngào trước những người độc thân. Ví dụ, khi ta nhìn thấy hai người đang hôn nhau, chúng ta sẽ nói, đấy, chúng nó lại phát cậu lương đấy. Thứ ba, ăn cậu lương là việc những người độc thân phải nhìn thấy những tình cảm ngọt ngào của các cặp đôi yêu nhau. Ví dụ như khi ta nhìn thấy hai người đang ôm nhau, chúng ta sẽ nói, ôi giời ơi, hôm nay ăn phải nhiều cậu lương quá. Thứ tư, ngược cậu là hành động các cặp đôi sâu tình cảm, thân mật, được gọi là hành động ngược đãi đối với những người độc thân. Ví dụ, đừng giải cậu lương nữa, thật là ngược cậu mà. Thứ năm, mua cậu lương là việc nhìn thấy các cặp đôi thể hiện tình yêu với nhau. Ví dụ, hôm nay cậu là đứa mua cậu lương à, thật là tội nghiệp. Trên đây là một số từ lóng mà Một Vạn Bí Mật muốn gửi tới các bạn. Các bạn nhớ cập nhật để khi chúng nó nói cậu lương hay cơm chó chúng ta còn hiểu nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.